Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trong nghiệp ứng kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tọa Như Lai nghiệp nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 672, kinh Đại Thừa Nhập Năng Già. Hán dịch: Đại Châu Vô Điền, Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, quyển 1, phẩm 1. Bà La Na Vương Thịnh Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở trong thành Lăng Già, tại đỉnh núi Ma La Gia, trên bờ biển lớn, cùng đại chúng tỳ kheo và đại chúng Bồ Tát phân tập đông đủ. Các đại Bồ Tát này đều đã thông đạt năm pháp ba tánh và các thức vô ngã, hiểu rõ thế giới đối đãi này là sự biểu hiện của tâm mình và chứng đắc nhiều tam muội thần thông tự tại. Các đại Bồ Tát này phương tiện giáo hóa tùy theo tâm thức chúng sinh mà hiện nhiều loại hình thể khác nhau. Các đại chúng Bồ Tát này đến từ vô số cõi nước và được chính tay của tất cả các đức Phật làm pháp quán đảnh, đại Bồ Tát đại tuệ làm thượng thủ hội chúng. Bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp nơi cung Hải Long Vương hơn 7 ngày rồi ra khỏi biển cả. Có vô lượng ức Phạm Vương, Đức Thích Hộ Thế Tứ Thiên Vương trời đồng cung nghênh. Đức Như Lai nhìn thành Lăng Già trên núi Ma La Gia mỉm cười nói: các Như Lai toàn giác trong quá khứ đều ở thành này, nói các pháp đã được tự chứng bằng thánh trí, chẳng phải như tà kiến suy nghĩ suy luận của ngoại đạo và thế giới tu hành của hàng nhị thừa. Nay ta cũng thế gì La Bà Na Vương giảng dạy pháp này. Khế La Bà Na là chúa loài Dạ Xoa, do nhờ thần lực Phật nên nghe được lời ấy. Từ xa biết Đức Như Lai vừa từ cung đồng ra, có Phạm Vương Đế Thích Hộ Thế trời đồng cũng đến vây quanh, nhìn sóng biển và nhìn cả ngọn gió dao động. Thế giới biển thức A Lại Gia chuyển động tiếp diễn trong hội chúng ấy, mà nghĩ đến sóng thức đang phát khởi, nên La Bà Na phát tâm hoan hỷ, ở trong thành ấy vui sướng thốt lên: ta sẽ đến thỉnh Phật vào thành Lăng Già, làm cho ta cùng chư thiên loài người được nhiều lợi ích lâu dài. Nói xong, La Bà Na cùng yến thuộc ngồi nơi điện nhỏ được cách bàn hoa đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Đến nơi họ xuống xe đi nhiễu quanh bên phải Thế Tôn ba vòng, rồi trổ các âm nhạc cúng dường Đức Như Lai. Tất cả những nhạc khí của họ đều bằng châu báu, rồi đế tết màu xanh xen lẫn là báu lô ly ngọc bọc bằng vải quý vô giá. Âm thanh của nhạc khí này êm dịu giao hòa, reo rắc tuyệt vời. Trong âm nhạc đó, La Bà Na nói kệ tán thán Đức Phật: kho pháp tâm tự tánh, vô ngã lìa kiến cấu, nhận thức bằng trí chứng, xin Phật tuyên giảng nói, thân kết tập pháp lành, chứng trí thường an lạc, bậc biến hóa tự tại, mong vào thành Lăng Già. Phật Bồ Tát quá khứ từng ở nơi thành này, chúng con các Dạ Xoa nhất tâm nguyện nghe pháp. La Bà Na, chúa loài Dạ Xa dùng âm điệu tra ca ngợi khen Phật, là dùng âm ngợi khen ấy mà nói kệ. Đức Thế Tôn 7 ngày ở trong biển Ma Kiệt, sau rồi khỏi Long Cung, an lạc lên bờ này. Con cùng các thể nữ, quyến thuộc Dạ Xoa, Du Ca, Ba Lạc Na, các vật trí trong chúng, đều nhờ thần lực Phật đi đến chỗ Như Lai, rồi cung điện bằng hoa đảnh lễ Đức Thế Tôn, và nhờ oai thần Phật trước Phật xưng họ tên: con là vua La Sát, La Bà Na mười đầu, cho con đến chỗ Phật, mong Phật giáo hóa con. Cùng tất cả chúng sinh ở trong thành Lăng Già, do lượng Phật quá khứ đều lên đỉnh núi báu, ở trong thành Lăng Già và nói pháp đại chứng. Đức Thế Tôn cũng vậy, tại đỉnh núi báu kia, chúng Bồ Tát dây quanh và nói pháp thanh tịnh. Chúng con ngày hôm nay cùng ở núi Lăng Già, nhất tâm cùng muốn nghe pháp vô ngôn Phật chứng. Con nhớ đời xưa nay, do lượng các Đức Phật, chúng Bồ Tát dây quanh và nói kinh Lăng Già. Kinh nhập Lăng Già đây, Phật xưa từng tán thán, mong Phật ngày hôm nay vì đại chúng chỉ bày, xin Phật vì thương xót vô lượng chúng Dạ Xoa vào thành quý giá kia và pháp môn vi diệu. Thành Lăng Già tốt đẹp, trang hoàng bằng châu báu, tường không bằng đất đá, lưới báu bằng trân châu. Những chúng Dạ Xoa này xưa từng cúng dường Phật, tu hành bỏ các lỗi thường chúng biết rõ ràng. Các Dạ Xoa nam nữ khác ngưỡng pháp đại thừa, kinh tinh pháp đại thừa của mỗi người khác tinh, vô sinh đấng vô lượng. Về những chúng La Sát và quyến thuộc mù tối đi đến thành Lăng Già, con từ xưa đến nay xuyên cúng dường chư Phật, xuyên nghe pháp tự chứng cố cánh đạo đại thừa. Nguyện Phật thương tượng con,
và các chốn dạ xoa cùng những chốn Phật tử vào thành Lăng Già đây. Thệ nữ cung điện con thật là nhiều an lạc, dường như ưu khả ái mong Phật thương nhận cho. Đối với Phật Bồ Tát, con xin dâng tất cả, không tiếc thân phụng sự, cúi xin Phật thương nhận. Đức Thế Tôn nghe lời kể dạy này là Bà Na, các bậc đại đạo sư trong đời quá khứ đều thương tưởng mà nhận lời thỉnh cầu của ngươi mà chẳng nói pháp tự chứng tại núi bóng này. Các đức Phật tương lai cũng như vậy, đây là trú xứ các bậc tu hành pháp lạc quán hạnh sâu xa. Ta và các Bồ Tát phải thương tưởng ngươi đã nhận lời thỉnh cầu ấy. Đức Thế Tôn nói xong ngồi tĩnh lặng. Khi ấy Chúa La Bà Na mang tất cả cung điện hoa đẹp dâng cúng Đức Phật. Đức Phật ngồi trên điện hoa, vua và so với các Bồ Tát lần lượt tiếp nối nhau. Vô lượng thệ nữ ca ngâm khen ngợi cúng dường Đức Phật, còn nhận đi đến thành Lăng Già. Đến thành rồi, Chúa La Bà Na và các quyến thuộc dâng lên cúng dường Phật những vật tốt đẹp nhất. Những thanh niên già so nam nữ đem lưới báu cúng dường Phật. Chúa La Bà Na đem chuỗi ngọc báu hoàng vào cổ Đức Phật và Bồ Tát. Sau khi nhận sự cúng dường, Đức Tôn và các Bồ Tát giảng nói tóm tắt pháp sâu xa cùng cảnh giới tự chứng cho các già so nghe. Chúa La Bà Na và các quyến thuộc lại đến cúng dường Bồ Tát Đại Tuệ, ca tụng thỉnh cầu Bồ Tát. Con và các Bồ Tát thành hỏi Đức Thế Tôn tất cả Đức Như Lai cảnh giới trí tự chứng. Con cùng chúng già xoa và các Bồ Tát này nhất tâm nguyện muốn nghe, ta nên cùng tỉnh Ngài. Ngài là bậc tu hành, đối thắng trong muôn ngôn luận. Chúng con rất tôn kính, xin Ngài tham vấn Phật. Pháp thanh tịnh tự chứng cứu cánh vào Phật địa, xa tất cả lỗi lầm của nhị thừa ngoại đạo. Bây giờ Đức Thế Tôn vẫn xuất thần thông ở nơi núi Lăng Già, hóa ra vô lượng núi báu, trang hoàng bằng trăm ngàn vạn ức châu báu tốt đẹp của chư thiên. Trên đỉnh của từng ngọn núi báu đều thấy hiện thân Phật. Trước mỗi Đức Phật đều có Chúa La Bà Na và hội chúng của tất cả cõi nước khắp mười phương đều ra nơi núi đó. Trong mỗi nước đều có Như Lai, trước mỗi Đức Như Lai đều có Chúa La Bà Na cùng quyến thuộc của vua già Dường Ajuka. Nơi đại thành Lăng Già có những sự trang nghiêm cũng như vậy không khác. Nơi mỗi nước đó đều có Bồ Tát Đại Tuệ đang thưa hỏi Phật. Đức Phật vì đại chúng dùng trăm ngàn thanh âm vi diệu khai thị cảnh trí tự chứng. Nói kinh này xong, Đức Phật Bồ Tát đều ẩn mất trong hư không. Còn lại Chúa La Bà Na chỉ thấy chính mình đang ở nơi cung cũ. La Bà Na suy nghĩ, vừa rồi là ai? Ai đã nghe những lời chỉ dạy? Ai đã thấy mọi hiện tượng? Đức Phật đâu rồi? Núi rừng cho báu đất đai thành quách đâu? Những sự kiện đó đây, bây giờ đã ở đâu? Là giấc mộng chăng? Hay ảo ảnh tạo thành? Hay đó là thành Càn Thất Bà hóa hiện ra? Hay ta bị thấy bởi hoa mắt, là ánh lửa làm mê hoặc, như đứa con trong cơn mộng do người đàn bà đá sinh? Hay là những ánh đuốc quay vòng mà ta thấy như thế? Chúa La Bà Na lại suy nghĩ, tính chất của các pháp đều như thế, chỉ do tự tâm phân biệt cảnh giới, và kẻ phàm phu mê muội không hiểu rõ, không có người thấy, cũng không có cái gì được thấy. Không có người nói, cũng không có điều được nói. Thật thấy Phật, nghe Pháp, đều là sự phân biệt. Kẻ nào thấy theo cách đã thấy trước kia, thì không thể thấy Phật. Khi không có tâm phân biệt sinh khởi, thì đó chính là chính thực là thấy. Chúa La Bà Na chợt tỉnh ngộ, xóa lìa các pháp tạp nhiễm, chứng đắc tự tâm, trước cảnh giới vô phân biệt. Đời trước đã gieo trồng nhiều năng lực thiện căn, nên đối với tất cả các pháp công đức được thấy đúng như thật, tức là không ngộ với người khác bằng thắng trí thiện xảo để quan sát, vĩnh viễn sẽ lìa tất cả những hiểu biết sai lầm ức đoán. Ông trở thành bậc thầy đại tu hành, tự thân hóa hiện các tướng, khéo đạt phương tiện, biết rõ các cấp độ của Bồ Tát, thường ưu viễn ly tâm, ý và thức ý thức, đoạn trừ ba kiến tương tục, sẽ lìa sự chấp trước của ngoại đạo, từ giác ngộ vào Như Lai hướng đến Phật địa. Khi ở trong hư không và trong cung điện bỗng phát ra tiếng nói, lành thay đại vương, như những điều ngươi đã học, bậc tu hành nên học như vậy, nên thấy như vậy, tất cả Như Lai cũng thấy như ngươi thấy. Nhưng ai trông thấy các pháp mà khác đây, thì gọi người đó là chấp đoạn. Ngươi hãy vĩnh viễn sẽ lìa tâm, ý và ý thức,
Thường nói là quan sát tất cả các pháp, nên nhìn vào nội tâm, đừng bị để bị ràng buộc vào cái thấy bên ngoài, chớ rơi vào nhị thừa, cho đến ngoại đạo hay rơi vào nghĩa cố, kiến giải và sự chứng đắc các pháp tam muội. Người trở nên ưa thích nói bông đùa bẩn cợt, người không nên sinh khởi những kiến thức quanh co và không nên đấm trước tự do nơi vương vị, không nên trú trong sáu định. Nếu được như thế là người tu hành chân thật, bẻ gãy những luận thuyết của người khác, phá tan những kiến giải tai hại xấu xa, xóa bỏ tất cả những chấp trước về ngã, lấy trí tuệ sáng suốt chuyển bày chuyển thức sở y, tu đạo đại thừa Bồ Tát đã đến cấp độ tự chứng của Như Lai Đại Đạt. Ngươi hãy nên nỗ lực tu học như vậy, làm cho đắc pháp chuyển đến thanh tịnh, tinh tấn tu tập thiền định và thiền tuệ, cho đấm trước cảnh giới nhị thừa ngoại đạo, cho là an vui tối thượng. Vì đó là tâm phân biệt của người tu phàm phu ngoại đạo, chấp ngã kiến nên có ngã tướng và thật đức nên sinh đấm trước. Hàng nhị thừa chấp có nên vô minh duyên lành, duyên hành nên loạn tưởng phân biệt đối với tánh không. Này Chúa Thành Lăng Già, pháp này là đạo đại thừa, siêu việt tất cả, có thể làm cho thành tựu tội chứng thánh trí. Pháp này đưa đến sự sống tốt đẹp tuyệt vời trong các cõi. Lăng Già Vương, đại hành đại thừa này phá tan bóng tối vô minh, ngăn chặn làn sóng của tất giờ không rơi vào trong những kiến thức sai lầm của ngoại đạo. Lăng Già Vương, người thực hành theo ngoại đạo, chấp trước nơi ngã, tạo những dị luận không thể giải nói để rời bỏ chấp chặt về kiến và hai nghĩa của thức tánh. Lành thay này Chúa Thành Lăng Già, hãy tư duy về ý nghĩa này như đã nói, như đã tư duy khi gặp Phật trước đây. Thật thế, tư duy pháp này chính là thấy Đức Như Lai. Bây giờ Chúa La Bà Na suy nghĩ, con mong được gặp lại Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn Như Lai là bậc quán thế tự tại tất cả vạn pháp, là bậc đã xa lìa pháp ngoại đạo, nói về sự chứng ngộ cảnh giới của đấng thánh trí, là bậc siêu việt các ứng hóa và làm những việc đáng làm, là bậc an trú thiền định Như Lai và nhập tam muội an lạc. Thế nên Như Lai còn gọi là bậc thầy đại quán hạnh, còn gọi là đấng đại từ mẫn, đốt hết phiền não không còn củi phân biệt, là bậc được các chúng đệ tử Phật vây quanh và đã thâm nhập trong tâm thức của tất cả chúng sinh, là đấng đầy đủ nhất thiết trí đi khắp đến mọi nơi và viễn xa lìa sự tướng phân biệt. Thế nên gặp được Đức Thế Tôn lại với sức thần thông lớn, con sẽ đạt được những gì chưa đạt và đã đạt rồi thì đều được không thoái chuyển, xa lìa các phân biệt, an trú nơi hỷ lạc tâm muội, tinh tấn trọn vẹn đến bậc trí của Như Lai. Đức Thế Tôn biết rằng Chúa Thành Lăng Già sẽ chứng ngộ vô sinh pháp nhẫn, nhưng vì lòng từ thương xót nên hiện ra một lần nữa để cho các sự biến hóa trở lại như cũ. Thập Đầu Vương thấy những điều đã từng thấy, do lượng núi non thành quách được trang hoàng bằng châu báu, trong một buổi thành đó đều có Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác với 32 tướng tốt đang nghiêm thân. Đồng thời ông cũng tự thấy mình đối diện với các đức Phật đều có dạ so đại tuệ bên quanh đang thuyết pháp của trí tự chứng. Cụ thấy cõi nước của chư Phật khắp mười phương, những việc như thế hoàn toàn không khác. Khi Đức Thế Tôn lại nhìn khắp đại chúng bằng đôi mắt trí tuệ, chứ không nhìn bằng đôi mắt của người thường, oai hùng như sư tử Chúa, Thế Tôn quay lại đưa mắt uy nghiêm nhìn với nụ cười rạng rỡ phát thành tiếng, giữa chân mày từ bàn tọa đến bên sườn, từ hông, từ lưng, từ cổ cho đến vai nơi chữ phạn, từ cánh tay nơi từng lỗ chân lông, phóng ra vô lượng tia hào quang sắc màu vi diệu như cầu vồng rực rỡ như mặt trời tỏa chiếu ánh sáng và như kiếp hỏa bùng cháy mãnh liệt sáng ngời. Trong hư không, Phạm Thiên Đế Thái Tối Thiên Vương từ xa trông thấy Đức Như Lai ngồi trên đỉnh núi Lăng Già, có thể sánh với núi Tu Di, và nhiều như đang hân hoan cười lớn. Lúc ấy các Bồ Tát và chúng trời đều nghĩ rằng không hiểu vì nguyên nhân nào mà Đức Như Lai Thế Tôn nếu rất tự tại đối với các pháp là hân hoan cười lớn như thế. Tại sao từ Đức Như Lai phóng ra ánh sáng tịch lặng không dao động ở trong cảnh giới tự chứng nhập tam muội an lạc như sư tử Chúa? Đức Như Lai qua nhìn khắp nơi quan sát La Bà Na và nghĩ đến pháp như thật.
Bây giờ Đại Tuệ là vị Đại Bồ Tát mà trước đây La Bà Na chỉ thỉnh cầu tham vấn Đức Phật. Với tâm ý của hội chúng Bồ Tát cùng quán thấy, tất cả chúng sinh đời tương lai đều thích đắm trước vào ngôn ngữ văn tự, theo ngôn từ chấp nghĩa lý mà sinh ra mê muội, chấp chặt vào sự tu hành của hàng ngoại đạo nhị thừa. Họ nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã vượt cảnh giới tâm thức siêu việt, mà vì nguyên nhân nào Đức Thế Tôn hân hoan cười thành tiếng. Bồ Tát Đại Tuệ vì muốn giải tỏa sự nghi ngờ thắc mắc đó nên thỉnh hỏi Phật. Đức Phật bảo: Hay thay này Đại Tuệ, làm thay Đại Tuệ, ông đã quan sát thế gian tới số chúng sinh bị ràng buộc nơi kiến giả sai lầm trong quá khứ, hiện tại, tương lai và muốn cho họ được giả ngộ nên mới hỏi ta. Những người có trí tuệ, vì lợi ích cho mình, cho người mới thử hỏi như vậy. Này Đại Tuệ, Chúa Thanh Lãng Già đây đã từng hỏi hai câu này nên tất cả Như Lai ứng chánh định giác từ quá khứ, hiện tại ông cũng muốn hỏi ta và tương lai cũng như thế. Hai câu này có tướng khác nhau, điều mà tất cả hàng nhị thừa và ngoại đạo không thể biết hết. Đức Như Lai biết Chúa Thành Lãng Già muốn hỏi ý này nên bảo: Này Lãng Già Vương, ngươi muốn hỏi ta thì hãy thưa nhanh đi, ta sẽ giải thích và phân tích đầy đủ theo sở nguyện của ngươi, khiến ngươi được hoan hỷ. Ngươi hãy dùng trí tuệ tư duy quan sát xử lý những sự phân biệt và khi biết các cấp độ tu tập, đối trì thấu suốt bản chất của nguyên lý trong an lạc của tam muội, được các Đức Như Lai hộ trì, ở trú trong an lạc của thiền định và xa lìa lầm lỗi của hàng nhị thừa. Hệ an trú nơi bất động địa, thiền tuệ địa và pháp vấn địa, như thật biết các pháp đều vô ngã, cho là ở trong cung đại bảo Liên Hoa, dùng nước tam muội làm pháp quán đảnh cho ngươi. Giờ hiện vô lượng hoa sen chung quanh, có vô số Bồ Tát ở trong đó, cùng các hội chúng đang lần lượt nhìn ngươi, cảnh giới như thế vượt ra ngoài trí tưởng tượng loạn bàn. Lăng Già Vương, ngươi phát họa ra một cách nhìn thích hợp và đặt mình vào một mức độ phát họa vô lượng phương tiện thiện xảo, nhất định ngươi sẽ đạt được những cái điều như trên đã nói, không thể suy nghĩ loạn bàn. Ngươi nên đạt đến địa vị của Như Lai tùy theo đối tượng thể hiện nhiều hình tướng khác nhau. Những gì ngươi sẽ thành tựu là điều mà tất cả hàng ngoại đạo nhị thừa và Phạm Vương Thế Thất Tứ Thiên Vương chưa từng thấy. Chúa Lăng Già nhờ ân Phật hứa khả ở ngay nơi ánh sáng thanh tịnh như hoa sen lớn trên đỉnh núi Báu, ông rời khỏi tòa cùng các tài nữ vây quanh, có vô lượng những bông hoa tươi đẹp đầy màu sắc, những hương thơm phương bột tràn phan lộng báu chuỗi ngọc, những vật dụng trang nghiêm tốt đẹp nhất mà ngoài thế gian chưa ai từng nghe thấy thì được hóa hiện ra. Những nhạc cụ âm nhạc, vô lượng nhạc khí ở cõi dục có vượt hơn tất cả nhạc của chư thiên trời rồng cả thất bại ở thế gian. Những khí cụ âm nhạc mà khắp các cõi nước mười phương chưa từng thấy được hóa hiện ra. Những màn lưỡi báu lớn giăng khắp trên tất cả Phật Bồ Tát. Nhiều loại y phục tốt đẹp nhất và đủ loại cờ xí, ràng phan đều được dựng lên để cúng dường Phật. Những việc này được hóa hiện xong, chú là dạ xa bay lên hư không cả bằng bảy cây đa la. Trong hư không trời mưa tuôn xuống, những đám mây lớn chư Phật cúng dường và những âm nhạc dễ từ hư không hạ xuống, khỏi trên đỉnh núi báu sáng lực như mặt trời thứ hai, như hoa sen lớn hoan hỷ cung kính vui mừng bạch. Con muốn thỉnh hỏi Đức Như Lai hai việc. Hai việc này con đã từng thỉnh hỏi Đức Như Lai ứng chánh đẳng chánh đẳng chánh đẳng con đã từng thỉnh hỏi Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác thời quá khứ và Đức Phật Thế Tôn đã chỉ dạy cho con. Hiện tại con cũng muốn thỉnh hỏi nghĩa này. Cuối xin Đức Như Lai vì con mà tuyên nói: Bà Thế Tôn, hai việc này do Đức Như Lai biến hóa nói, chứ không phải chính Đức Phật căn bản. Đức Phật căn bản nói cảnh giới an lạc của tam muội. Đức Phật không nói những sự tu hành phân biệt hư dối. Lành thay Đức Thế Tôn, nếu từ tại đối với các pháp, cứ xin Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho con hai nghĩa này. Từ tâm tâm chúng đệ tử Phật đều muốn được nghe. Đức Thế Tôn bảo: Chúa Thành Lãng Già, ta sẽ chỉ dạy những điều ngươi vừa thưa hỏi. Khi ấy chú loài già xoa là mang chuỗi ngọc, màu báu và tất cả những vật tốt đẹp để trang nghiêm thân mà bạch. Đức Như Lai thường dạy, pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp.
Làm thế nào bỏ được hai pháp này? Những gì là pháp, những gì là phi pháp? Pháp đánh bỏ thì làm sao có hai? Nó có hai, tức rơi vào thứ phân biệt. Hữu thể hay vô thể là thật hay chẳng phải thật? Như thế tất cả đều là phân biệt. Không thể biết rõ tướng vô sai biệt của A lại gia thức, A lại gia. Giống như việc trông thấy cái vòng tóc, chẳng phải cảnh trí thanh tịnh. Tánh pháp như vậy thì làm thế nào có thể lìa bỏ pháp? Đức Phật bảo Lăng Già Vương, và cho ngươi không thấy nhân vật như cái bình là pháp vô thường tán hoại, cái phàm phu đối với nó vọng sinh phân biệt. Vì sao nay ngươi không như thật biết tướng sai biệt của pháp cùng phi pháp? Đó là sự phân biệt của phàm phu, không phải trí kiến của bậc tánh. Phàm phu bị rơi vào đủ loại tướng nơi không phải là bậc tánh. Lăng Già Vương, như vườn rừng cung điện bị đốt cháy, rất nhiều loại ngọn lửa. Tuy nhiên tính chất của lửa chỉ là một, do năng lực của củi phát ra ánh lửa cho nên có vài ngán lớn nhỏ một ngọn lửa khác nhau. Vì sao ngươi không biết đúng như thật tướng sai biệt của pháp cùng phi pháp? Lăng Già Vương, như một hạt giống sinh ra mầm, chồi, cành, lá, hoa, quả, do lượng sự sai khác nhau. Ngoại pháp cũng thế và nội pháp cũng thế, nghĩa là vô minh làm duyên, sinh ra uẩn, xứ, giới và tất cả các pháp. Ở trong ba cõi ta sinh các, họ sinh ra các nẻo, các khổ, vui, tốt, xấu, nó đang im lặng, làm, nghĩ, mỗi tướng khác nhau. Và như các tức tướng, tuy là một, nhưng tùy nó cảnh giới mà có thượng, trung, hạ, nhơ, sạch, thiện, như tướng trạng khác nhau. Lăng Già Vương, không phải chỉ có các pháp như trên mới sai biệt, mà những người tu hành khi tu quán hạnh, hành động theo trí của họ cũng thấy có tướng sai khác, vốn là pháp và phi pháp. Làm sao họ có muôn ngàn sự phân biệt khác nhau? Lăng Già Vương, tướng sai khác của pháp và phi pháp nên biết đều là tướng phân biệt. Lăng Già Vương, tướng nào là pháp, nghĩa là hàng ngoại đạo, nhị thừa, phân biệt lừa dối, nghĩa rằng các pháp là có thật, do nhân duyên tạo thành. Các pháp như thế nên từ bỏ, nên xa lìa, không nên từ đó chấp tướng phân biệt. Thấy pháp tánh tự tâm thì không chấp trước. Nhân vật như mình là chỗ chấp giữ của phàm phu, dù không có thực thể. Những hành giả nhìn sự vật nên nhập thiền quán để quán sát đúng chân lý, gọi là xả bỏ các pháp. Lăng Già Vương, thế nào gọi là phi pháp? Nghĩa là các pháp vô tánh, vô tướng, bệnh viện xa lìa sự phân biệt. Người thấy đúng như thật cảnh giới này, hoặc có hoặc hay không thì vẫn không phát khởi, đây gọi là xả bỏ phi pháp. Và phi pháp còn có nghĩa như sừng thỏ, con của thạch nữ đều không có tánh tướng, không thể phân biệt, chỉ thể tiếp tục mà nói cái danh tự, đâu như cái bình mà có thể chấp giữ. Vì sự chấp giữ kia chẳng phải là thức, các pháp phân biệt cũng phải từ bỏ như thế, đây gọi là sự từ bỏ pháp và phi pháp. Lăng Già Vương, ngươi bảo rằng con đã hỏi câu này để các đức Như Lai quá khứ và các đức Như Lai ấy cũng đã trả lời cho con. Lăng Già Vương, điều ngươi nói ra thuộc về quá khứ, chỉ là phân biệt, và tương lai cũng thế, ta cũng giống như vậy. Lăng Già Vương, pháp của các đức Phật kia đều xa lìa phân biệt, đã vượt khỏi tất cả phân biệt và hỷ luận. Chư Phật không theo sắc tướng, ngoại trừ trí tuệ thực chứng để soi sáng chúng sinh được an lạc. Thế nên Như Lai thuyết giảng pháp bằng trí tuệ vượt lên trên sắc tướng, gọi là Như Lai. Như Lai lấy trí làm thể, có thân thể của Ngài trong trí tuệ, vì thế Ngài không phân biệt và không bị phân biệt, không thể phân biệt theo ý niệm về tự ngã tánh hay chúng sinh tánh không phân biệt như thế nào, vì ý thức làm nhân cảnh giới mà phát sinh. Rồi giờ lấy hình tướng của sắc, do đó đừng phân biệt và nên xa lìa đối tượng phân biệt. Lăng Già Vương, với như trên tường được họa hình ảnh của chúng sinh, chứ không có tâm thức. Chúng sinh nơi thế gian giống như hình vẽ trên tường ấy, không có tạo tác, không có quả báo. Các giáo pháp cũng thế, không có sự nghe, không có sự giảng nói. Lăng Già Vương, chúng sinh ở thế gian giống như sự biến hóa, cái phàm phu ngoại đạo không thể hiểu thông. Lăng Già Vương, những ai thấy được như vậy gọi là thấy đúng như thật, những ai nhìn sự vật khác như vậy thì đó gọi là cái thấy phân biệt.
do phân biệt nên chấp vào nhị biệt. Lan nhà vương với vô có người, thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương trong nước, hay thấy ánh trăng trong dòng nước, hay nghe tiếng giang trong hang núi. Ngài sinh tâm chấp chặt vào những hình mẫu ấy của mình mà sinh phân biệt. Ở đây cũng thế, duy trì sự phân biệt của pháp và phi pháp. Do phân biệt nó không thể xa lìa, càng tăng trưởng biết bao nhiêu hư vọng, nó không đạt được sự an tịnh. Do an tịnh có ý nghĩa nhất duyên, và nhất duyên là đỉnh cao của tam muội. Từ đây sinh ra thánh trí tự chứng, lấy Như Lai tạng làm cảnh giới. Phẩm hai, sự tập hợp tất cả các pháp phần một. Lúc bấy giờ Đại Bồ Tát Đại Tuệ cùng Bồ Tát Ma Đê đã từng đến tất cả các cõi nước. Như thần lực Phật, Bồ Tát rời khỏi chỗ ngồi, kéo lực y bên phải, có phải quỳ xuống đất, chắp tay hướng về phía Phật cũng có đảnh lễ và nói kệ: thế gian lìa sinh diệt như hoa đốm hư không, trí không định hữu vô, nên sinh tâm đại bi. Vạn pháp như huyền ảo, như khỏi tầm tâm thức, trí không có hữu vô, nên sinh tâm đại bi. Thế gian thường như mộng, nó vượt khỏi đoạn thường, trí không đắc hữu vô, nên sinh tâm đại bi. Biết nhân pháp vô ngã, phiền não và đối tượng thường thanh tịnh vô tướng, nên sinh tâm đại bi. Phật không trụ niết bàn, niết bàn không trong Phật, vượt khỏi giác sự giác, hoặc hữu và phi hữu. Pháp thân như huyễn mộng, có chi để ngợi khen, biết vô tánh vô sinh, chính là ca ngợi Phật. Phật không tướng căn trần, không thấy tức thấy Phật, làm sao khen hay chê đối với đấng Mâu Ni. Ai thấy đấng Mâu Ni an tịnh lìa sanh diệt, thế đời này đời sau vượt khỏi bao ràng buộc. Đại Bồ Tát Đại Tuệ dùng cả ca ngợi ca tụng Thế Tôn xong, tự xưng tên họ: con tên là Đại Tuệ, thông hiểu pháp Đại Thừa, hỏi 108 câu đấng biện tài cao tột. Đức Thắng trên đời nghe Bồ Tát nói xong, nhìn khắp hội chúng mà nói kệ: những người con tối thắng, hãy hỏi điều muốn hỏi, ta sẽ vì các ngươi chỉ cảnh giới tự chứng. Lúc hơi bấy giờ, Đại Bồ Tát Đại Tuệ được Phật hứa khẽ, đảnh lễ dưới chân và dùng kệ hỏi: vì sao khởi phân biệt, làm sao hết phân biệt? Vì sao sinh mê hoặc, làm sao hết mê hoặc? Thế nào gọi Phật tử và cấp độ vô tưởng? Cách giáo hóa cõi Phật, chúng sinh hàng ngoại đạo, giải thoát đến độ nào, ai trói buộc ai mở? Thế nào cảnh giới thiền, do đâu có tam thừa, do duyên gì mà sinh, gì làm đối tượng làm? Ai nói pháp đồng dị, do đâu các hữu khởi? Thế nào vô xác định, sao gọi diệt tận định? Và sao các tưởng diệt, thế nào tự định xuất, hành động sinh thế nào? Sao tiến lùi, giữ thân? Thế các Phật thế nào, do đâu vào các địa? Vì sao có Phật tử, phá ba cõi là ai, trú xứ thân là gì, sinh và trụ ở đâu, ai đạt được thần thông từ tại các tam muội, tâm tam muội thế nào, xin Phật dạy cho con, thế nào gọi tạng thức, vì sao gọi ý thức, vì sao sinh tà kiến, làm sao diệt các kiến, chủng tánh phi chủng tánh, duy tâm nghĩa là gì, như nào kiến lập tướng, cho đâu thành vô ngã, sao nói không chúng sinh, sao nói hợp thế tục, cách nào khỏi sinh khổ, thương kiến và đoạn kiến, chư Phật và đạo ngoài đạo, tại sao chẳng trái nhau? Vì sao đời tương lai phát sinh nhiều bộ phái, tánh không nghĩa là gì, thế nào sát na gì, thai tạng làm sao khởi, sao ổn định thế giới, tại sao cuộc đời này như ảo ảnh giấc mộng, như thành càng sóng nắng, như trăng trong dòng nước, Bồ đề phân là gì, giác phần từ đâu sinh, còn nước sao hỗn loạn, làm sao thấy các hữu? Sao biết pháp thế gian, làm sao liền phân tự, thế nào như hoa đốm không sinh và không diệt? Bao nhiêu loại chân như, tâm có bao nhiêu loại, làm sao như hư không, thế nào liền phân biệt? Thứ tự các cấp độ, làm sao được vô tưởng? Hai vô ngã là gì? Cách nào sanh trí kiến? Bao nhiêu loại thánh trí, bao nhiêu giới chúng sinh? Các châu báu mai đi, thực tánh từ đâu sinh? Ai phát sinh ngôn ngữ, vạn vật và chúng sinh? Kinh điển cùng kỹ thuật, do ai phát minh ra? Có bao nhiêu loại kệ, văn xuôi và vân vân, mấy lý luận khác nhau, bao nhiêu giải thích khác? Thực phẩm do ai tạo, ái dục từ đâu sinh, sao gọi chuyển luân vương, lãnh chúa các tiểu dương, vô thống lãnh thế nào, rồi có bao nhiêu loại, đất trăng sao mặt trời, do hành tinh ra sao? Giải thoát có mấy thứ, bao nhiêu bậc đạo sư, sao gọi A-xà-le, đệ tử có mấy loại,
có bao bậc Như Lai. Bản sinh cùng bản sự, các ma và ngoại đạo như vậy có bao nhiêu? Tự tánh và bản tâm có mấy loại riêng biệt? Vì sao chỉ giải thiết, xin Phật dạy cho con. Do đâu có mây gió, niệm tuệ do đâu có, cỏ cây và rừng rậm, xin hãy nói cho con. Vì sao lại bắt giữ muôn thú, ngựa và voi? Sao có kẻ xấu ngu, xin Phật cho con biết. Vì sao có sáu thời, sao gọi nhất xiển đề? Do đâu có sự sinh, nam nữ phi nam nữ? Xin tu hành thế nào, tu lui sụp là sao? Có bao nhiêu du già khiến người tu pháp ấy? Chúng sinh vào các cõi, hình sắc tướng thế nào? Nhiều giàu sang tự tại, nhân này do đâu có? Sao có dòng họ tất, sao có họ cam giá? Tiên nhân nhiều khổ hạnh, vì ai nói điều chi? Nhân nào Phật Thế Tôn hiện trong vô số cõi, có đủ loại chúng sanh, các Phật tử vây quanh. Tại sao không ăn thịt? Nguyên nhân nào cấm thịt? Ăn thịt các chúng sinh, vì nhân nào ăn thịt? Tại sao các cõi nước giống như mặt trời trăng, tu di và hoa sen, chữ vạn tướng sư tử? Vì sao các cõi nước giống lưới trời để thức úp xuống hoặc một bên, tạo thành bởi châu báu? Vì sao các cõi nước sáng ánh trời trăng sạch, hoặc như hình hoa quả, sáu trúc đàn hay trống? Sao gọi Phật hóa thân, thế nào báo thân Phật? Trí tuệ Phật chân như mong vì con mà nói. Tại sao nơi cõi dục không thành tựu chánh giác? Sao trời sắc cứu cánh? Sao lìa nhiễm đất bồ đề? Khi Như Lai diệt độ, ai hộ trì chánh pháp? Phật trụ thế bao lâu? Chánh pháp bao lâu diệt? Tất đàn bao nhiêu loại? Có bao nhiêu quan điểm? Vì sao lập giới luật? Tất cả các tỳ kheo, tất cả các Phật tử độc giác và thanh văn, làm sao chuyện sở y? Vì sao đắc vô tưởng? Sao đạt thế tục không? Làm sao được xuất thế? Và vì nguyên nhân nào tâm trụ trong thất địa? Tăng già có mấy loại? Vì sao thành phá tăng? Làm sao vì chúng sinh chữa trị bằng thuốc men? Sao đấng đại mâu ni xướng những lời như thế? Có giúp câu lưu tô câu nơi hàm mâu ni? Tại sao nói đoạn thường có ngã và vô ngã? Sao không thường nói thật, tất cả do tâm tạo? Rừng nam nữ là gì? Hale Amala Kelasa Luân Di cho đến núi Kim Cang. Vì do núi như thế trang hòa nhiều cho báu, tiên nhân càng thất bà, tất cả đều xuống mạng. Đây do nhân duyên gì, xin Phật cho con biết. Bây giờ Đức Tôn nghe những lời thỉnh hỏi trong giáo pháp mầu nhiệm của Đại Thừa, và cũng là pháp môn tối thượng tâm của chư Phật, cho nên Đức Tôn nói: Hay thay này Đại Tuệ, hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ nói trình tự về những câu hỏi của ông. Rồi Phật nói kệ: Pháp sinh hay bất sinh, tướng không và niết bàn, lưu chuyển không tự tánh, Bồ Tát Ba La Mật, thanh văn với chư Phật, ngoại đạo hạnh vô sắc, nếu tôi di biển cả, bãi bờ cõi đất đai, sao trăng cùng mặt trời, chư thiên A-tu-la, tự tại thường giải thoát, lực thiền các tam muội, diệt và như ý túc, bồ đề phần, giả đạo, thiền định cùng vô lượng, các uẩn sự đến đi, cho đến diệt tận định, tâm sinh khởi ngôn từ, tâm ý thức vô ngã, tự tánh và năm pháp, phân biệt sở phân biệt, năng sở hiện nhị kiến, cái thừa nơi dòng họ, vàng ngọc châu báu quý. Loại lớn nhất xiển đề, hang loạn và một vật, trí biết sự đạt được, chúng sinh có hay không? Nhân nào thú do ngựa, vì sao bị bắt giữ, vì sao nhân thí dụ tự ương thành tất đàn, khả năng và hành động các rừng cùng mấy hoạt, lý chân thật như thế, duy tâm không cảnh giới, cái địa không cấp độ, vô tướng và chuyển đổi, y học nghề luận lý, kinh điển và kỹ thuật, mặt đất núi tu di, lượng biển trăng mặt trời, chúng sinh thượng trung hạ, thân có bao vi trần, mỗi cõi bao vi trần, mỗi cung bao nhiêu tấc, cung mấy câu lô xá, nửa cho tuần hay một, long thỏ bụi khe cửa, lúa mạch long da rộng, nửa đấu hay một đấu, có bao nhiêu lúa mạch, một đấu hay mười đấu, mười vạn muôn ngàn ức, cho đến tầng bà la, như thế số bao nhiêu, bao bụi thành hạt cải, bao hạt cải thành cỏ, và bao nhiêu hạt cỏ mới thành một hạt đậu, bao hạt đậu thành thù, bao nhiêu thù thành lượng, bao nhiêu lượng thành cân, bao nhiêu cân thành tu di. Sao không hỏi điều này, sao lại hỏi việc khác? Thanh văn với chư Phật và Bồ Tát, những thân lượng như thế có bao nhiêu bụi trần, bao bụi trần trong lửa, bao nhiêu trăng một căn,
lỗ chân lông, chân mày, bao nhiêu bụi tạo thành. Những sự việc như thế, sao ngươi không hỏi ta? Vì sao được giàu có, làm sao chuyển luân dương? Giữa dương quốc thế nào, làm sao được giải thoát? Sao băng xuôi văn phần, dục tình và thực phẩm? Thế nào rừng nam nữ, các núi như kim cang, như mộng huyện các ái, mây từ đâu nổi lên, do đâu có các mùa, tánh vị giác thế nào? Nam nữ phi nam nữ, trong hoàng Phật Bồ Trang Hàng Phật Bồ Tát, thế nào đối nhiệm màu, tiên đạt bà trang nghiêm, làm sao được giải thoát, ai ràng buộc ai mở. Cảnh giới thiền thế nào, ngoại đạo già biến hóa, thế nào nhân vô tác, nhân hữu tác thế nào, do đâu chuyển các kiến, vì sao sinh phân biệt, thế nào hết tính toán, hành động do đâu sinh, làm sao chuyển được nghiệp, diệt các tưởng thế nào. Thế nào khởi tam muội, ai phá bỏ tam giới? Thế nào là thân xứ? Vì sao không có ngã? Nó phù hợp thế tục. Ngươi có hỏi về tướng và hỏi về phi ngã. Thế nào là thai tạng cho đến chi phần khác? Đoạn thường kiến thế nào? Làm sao tâm một cảnh? Thế nào trí ngôn thuyết giới chủng tánh Bồ Tát? Làm sao hợp lý luận thầy môn đệ thế nào? Chúng sinh khác chủng tánh thực phẩm và hư không, thể hiện trí thông minh, ngươi hỏi ta điều gì về cây mọc cây leo, vì sao tất cả cõi các tướng không đồng nhau, có dạng như cây đàn, như eo trống như hoa, hoặc không có ánh sáng, tiên nhân nhiều khổ hạnh, có dòng họ giàu sang, được chúng sinh tôn trọng, có kẻ thân nghèo xấu, bị lắm kẻ khinh thường, vì sao trong dục giới tu hành không thành Phật, sao ở sát cứu cánh tu thành đẳng chánh giác. Vì sao người thế gian có thể đạt thần thông? Vì sao gọi tỳ kheo? Vì sao gọi tăng già? Sao là hóa và báo? Phật trí tuệ cho như, làm sao cho tâm ấy được trụ trong thất địa? Nghĩa này và nghĩa khác. Nên ngươi đều hỏi ta như Đức Phật đã nói. 108 câu tu ưng từng tuổi một, sẽ liệt các kiến hoặc, cũng rồi sẽ tiếp tục ngôn ngữ phù hợp pháp. Ta sẽ dạy cho ngươi. Hỡi Bồ Tát lắng nghe. Đại Bồ Tát Đại Tuệ Bạch Bạch Thế Tôn, ý nghĩa 108 câu thế nào? Đức Phật nói, Đại Tuệ, những pháp hiểu về câu sinh thì chẳng phải là câu sinh, câu thường chẳng phải là câu thường, câu tướng chẳng phải là câu tướng, câu trụ và khác chẳng phải câu trụ và khác, câu sắc na chẳng phải là câu sắc na, câu tự tánh chẳng phải là câu tự tánh, câu hư vô chẳng phải là câu hư vô, câu đoạn diệt chẳng phải là câu đoạn diệt, câu tâm chẳng phải là câu tâm, câu ở giữa chẳng phải là câu ở giữa, câu thường hằng chẳng phải là câu thường hằng, câu chuyên chẳng phải là câu chuyên, câu nhân chẳng phải là câu nhân, câu phiền não chẳng phải là câu phiền não, câu khắc ái chẳng phải là câu khắc ái, câu phương tiện chẳng phải là câu phương tiện, câu thiện xảo chẳng phải là câu thiện xảo, câu thanh tịnh chẳng phải là câu thanh tịnh, câu tương ưng chẳng phải là câu tương ưng, câu thí dụ chẳng phải là câu thí dụ, câu đệ tử chẳng phải là câu đệ tử, câu bậc thầy chẳng phải là câu bậc thầy, câu dòng họ chẳng phải là câu dòng họ, câu tam thừa chẳng phải là câu tam thừa, câu vô ảnh tượng chẳng phải là câu vô ảnh tượng, câu nguyện chẳng phải là câu nguyện, câu ba luân chẳng phải là câu ba luân, câu thiêu tướng chẳng phải là câu thiêu tướng, câu hữu tướng, câu hữu chẳng phải là câu hữu, câu phi chẳng phải là câu phi, câu cả hai chẳng phải là câu cả hai, câu thánh tự chứng chẳng phải là câu thánh tự chứng, câu pháp lạc hiện tại chẳng phải là câu pháp lạc hiện tại, câu cõi nước chẳng phải là câu cõi nước, câu bụi trần chẳng phải là câu bụi trần, câu nước chẳng phải là câu nước, câu cái hang chẳng phải là câu cái hang, câu đại chúng chẳng phải là câu đại chúng, câu tấn số chẳng phải là câu tấn số, câu thần thông chẳng phải là câu thần thông, câu hư không chẳng phải là câu hư không, câu mê chẳng phải là câu mê, câu kỹ xảo chẳng phải là câu kỹ xảo, câu kỹ thuật chẳng phải là câu kỹ thuật, câu gió chẳng phải là câu gió, câu đất chẳng phải là câu đất, câu tâm chẳng phải là câu tâm, câu giả lập chẳng phải là câu giả lập, câu thể tánh chẳng phải là câu thể tánh, câu các uẩn chẳng phải là câu các uẩn, câu chúng sinh chẳng phải là câu chúng sinh, câu giác tri chẳng phải là câu giác tri, câu niết bàn chẳng phải là câu niết bàn, câu sở tri chẳng phải là câu sở tri, câu ngoại đạo chẳng phải là câu ngoại đạo,
Câu hoang loạn chẳng phải là câu hoang loạn, câu huyễn chẳng phải là câu huyễn, câu mộng chẳng phải là câu mộng, câu ảo ảnh chẳng phải là câu ảo ảnh, câu ảnh tượng chẳng phải là câu ảnh tượng, câu hỏa luân chẳng phải là câu hỏa luân, câu càng thất bại chẳng phải là câu càng thất bại, câu trời chẳng phải là câu trời, câu ăn uống chẳng phải là câu ăn uống, câu dâm dục chẳng phải là câu dâm dục, câu quan điểm chẳng phải là câu quan điểm, câu ba la mật chẳng phải là câu ba la mật, câu giới chẳng phải là câu giới, câu mặt trời và các vì sao chẳng phải là câu mặt trời và các vì sao, câu sự thật chẳng phải là câu sự thật, câu kết quả chẳng phải là câu kết quả, câu đoạn diệt chẳng phải là câu đoạn diệt, câu diệt khởi chẳng phải là câu diệt khởi, câu y phương chẳng phải là câu y phương, câu tướng chẳng phải là câu tướng, câu chi phần chẳng phải là câu chi phần, câu thiền chẳng phải là câu thiền, câu sai lầm chẳng phải là câu sai lầm, câu hiện tại chẳng phải là câu hiện tại, câu hội trì chẳng phải là câu hội trì, câu gia tộc chẳng phải là câu gia tộc, câu tiên chẳng phải là câu tiên, câu vua chẳng phải là câu vua, câu lãnh hội chẳng phải là câu lãnh hội, câu châu báu chẳng phải là câu châu báu, câu nhất diễn đề chẳng phải là câu nhất diễn đề, câu nam nữ chẳng phải là câu nam nữ, câu vị giác chẳng phải là câu vị giác, câu tạo tác chẳng phải là câu tạo tác, câu thân thể chẳng phải là câu thân thể, câu vọng thức chẳng phải là câu vọng thức, câu động lực chẳng phải là câu động lực, câu giác quan chẳng phải là câu giác quan, câu hữu vi chẳng phải là câu hữu vi, câu nhân quả chẳng phải là câu nhân quả, câu sắc cứu cánh chẳng phải là câu sắc cứu cánh, câu thời tiết chẳng phải là câu thời tiết, câu cây cỏ chẳng phải là câu cây cỏ, câu chủng chủng chẳng phải là câu chủng chủng, câu giữa nó chẳng phải là câu giữa nó, câu quyết định chẳng phải là câu quyết định, câu tỳ ni chẳng phải là câu tỳ ni, câu tỳ kheo chẳng phải là câu tỳ kheo, câu trụ trì chẳng phải là câu trụ trì, câu văn tự chẳng phải là câu văn tự. Này đại tuệ, đây là 108 câu mà chư Phật tại quá khứ đã dạy. Lúc bấy giờ là Bồ Tát đại tuệ là bạch Bà Thế Tôn, các thức sinh trụ và diệt có bao nhiêu cách? Đức Phật nói, này đại tuệ, các thức sinh trụ và diệt có hai cách mà người khác không thể biết bằng sự ức đoán, nghĩa là tương tục sinh và tương sinh, tương tục trụ và tương trụ, tương tục diệt và tương diệt. Các thức có ba tướng, đó là chuyển tướng, nghiệp tướng và chân tướng. Là đại tuệ, thức nói rộng có 8, nội tâm thức chỉ có 2, hiện thức và phân biệt sự thức như tấm gương trong gương sáng hiện đó những hình tướng, hiện thức cũng thế. Này đại tuệ, hiện thức và phân biệt sự thức hai tướng này, hai thức này tướng không khác nhau mà chúng hội tương làm nhân duyên của nhau. Là đại tuệ, hiện thức do một tập khí kỳ bí chẳng thể nghĩ bàn làm nhân, còn phân biệt sự thức do thế giới phân biệt do tập khí lập luận sai lầm vốn có từ vô thủy làm nhân. Này đại tuệ, thức ấy lại do hư vọng phân biệt chất chứa nhiều tập khí, thế là da nếu diệt tức thời tất cả các căn và thức đều bị diệt, đây gọi là sự diệt về mặt hình tướng. Này đại tuệ, sự diệt về mặt tương tục nghĩa là nhân sở y diệt và sở y duyên diệt, tức là sự tương tục diệt. Nhân của sở y nghĩa là những tập khí vốn được cất chứa do tập do lập luận sai lầm từ vô thủy. Sở duyên nghĩa là cảnh giới phân biệt các thức tự tâm. Này đại tuệ, với như cục đất và những bụi làm thành cục đất, hai thứ đó không khác nhau, cũng không khác nhau. Ví như vàng, cục đồ trang sức bằng vàng cũng thế. Này đại tuệ, nếu cục đất mà khác với hạt bụi làm nên nó, thì sẽ không có cục đất nào được tạo thành, vì cục đất được tạo thành do các hạt bụi, nên nó không khác với các hạt bụi đất. Và nếu không có sự khác nhau giữa cục đất và hạt bụi, thì cục đất sẽ không khác nhau với những hạt bụi. Là đại tuệ, nếu chuyển thức khác với tàn thức thì tàn thức không phải là nguyên nhân chuyển thức, nếu chúng không khác thì chuyển thức diệt và tàn thức cũng diệt, nhưng thực tướng của tàn thức không diệt. Này đại tuệ, chân thật tướng của thức không diệt nhưng nghiệp tướng diệt, nếu chân tướng diệt thì tàn thức diệt, nếu tàn thức diệt thì không khác gì học thuyết đoàn diệt của ngoại đạo. Này đại tuệ, học thuyết ấy được các ngoại đạo nói rằng sự chỉ lấy cảnh giới tương tục của thức diệt, thì sự tương tục từ vô thủy của thức cũng bị diệt. Này đại tuệ, các nhà ngoại đạo nói có một nguyên nhân sinh khởi, từ đó sẽ ra sự tương tục của thức.
Hà không nói, nhãn thức sinh khởi do sự hòa hợp của sắc và ánh sáng. Họ cho rằng sự sinh khởi là có tác giả. Tác giả ấy là gì? Họ cho rằng đó là thắng tánh người, sự phô tự nhiên, thời gian và bụi trần. Này này, có 7 loại tự tánh. Đó là tập tự tánh, hữu tự tánh, tướng tự tánh, đại trọng tánh, nhân tự tánh, duyên tự tánh và thành tự tánh. Này đại tuệ, có 7 thứ đại nhất nghĩa, đó là cảnh giới của tâm, cảnh giới của trí, cảnh giới của nhị biên kiến, cảnh giới của siêu nhị kiến, cảnh giới của siêu bồ tát địa, cảnh giới của Như Lai, cảnh giới của tự chứng thánh trí. Này đại tuệ, đây là pháp tự tánh đại nhất nghĩa, tâm của tất cả Như Lai ứng chánh biến chánh đẳng giác tại quá khứ, tương lai và hiện tại, do tâm này và thành tựu pháp tối thượng của Như Lai ở thế gian hay suốt thế gian, bằng tuệ nhãn của bậc thánh, chư Phật nhập vào biệt tướng và cộng tướng mà an lập các pháp. Sự an lập của chư Phật không đồng với kiến thức sai lầm của ngoại đạo. Là đại tuệ, thế nào là tà kiến của ngoại đạo? Nghĩa là họ không biết cảnh giới mà tự thân phân biệt hiện ra. Đối với đề nhất nghĩa thấy có thấy không nên lập ra luận thuyết. Là đại tuệ, chư Pháp của ta dạy rằng nếu ai hiểu rõ các cảnh giới như huyền ảo, cho là sự hiển hiện của tự tâm, thì người đó sẽ diệt được các khổ vọng tưởng trong ba cõi và diệt được nghiệp duyên cho mình khác ái. Này đại tuệ, có những sa môn bà la môn vọng chấp cho rằng phi hữu và hữu của các vật hiện hiện bên ngoài đối với nhân quả nương vào thời gian mà trụ. Họ cho rằng các uẩn xứ giới nương vào duyên sinh mà trụ. Sau khi hiện hữu như vậy thì những pháp này sẽ diệt. Này đại tuệ, các nhà ngoại đạo đó là những người theo quan điểm tương tục vận hành sinh khởi hoại diệt hiện hữu niết bàn đạo nghiệp quả hoặc chân lý. Đó là những tư tưởng phá hoại và đoạn diệt. Vì sao? Vì họ không đạt pháp hiện tại, không thấu hiểu chân lý. Này đại tuệ, như nhất bình bị vỡ thì không còn tác dụng của nhất bình nữa, và như hạt giống bị cháy thì không thể nảy mầm. Đây cũng thế, nếu các pháp uẩn xứ giới đã hiện thì sẽ diệt. Biết rằng sự sinh khởi tương tục chứ không có những nguyên nhân, đó chỉ là kiến thức sai lầm từ tâm phân biệt. Này đại tuệ, nếu vốn không có thức mà do ban duyên hợp lại sinh khởi, thì con rùa có thể mọc lông và cát có thể sinh ra dầu. Tùng chỉ của họ không có giá trị, vì trái giới nghĩa quyết định những sự tạo tác hành vi đều là không và vô ích. Đây đại tuệ, nếu ba thuyết ba duyên hợp lại tạo ra quả, nguyên lý cho rằng đó là hữu, và như thế quá khứ hiện tại tương lai từ không sinh ra có. Ở đây dựa vào giá tưởng địa mà lập luận, mà nhiều lý giải về kiến thức sai lầm, phân tập tập khí trong chất mà tuyên bố là luận thuyết chân lý. Ở đây đại tuệ, các phân phương ngu si bị đầu độc nơi quan điểm sai lầm, tà kiến mê muội vô trí, nên giọng xưng đó là lời của bậc nhất thiết trí. Này đại tuệ, có những sa môn bà la môn quán tất cả pháp đều không có tự tánh, như mây trong bầu trời, như dòng lửa, như thành quốc càng thất bà, như ảo ảnh, như sóng nắng, như trăng chiếu trên mặt nước, như một giấc mộng chẳng rời khỏi tự tâm. Cho từ vô thị đến nay bị kiến thức sai lầm, cho nên chấp thọ lấy làm bên ngoài, quán xét như vậy rồi đoạn duyên phân biệt, xa lìa vọng tâm và chấp thọ danh nghĩa. Biết thân thời sẽ rủi xuống tất cả đều là những đối tượng hóa của cảnh giới, thức a lại gia không thể có sự chấp thọ và sinh trụ diệt, luôn tư duy như thật mà trú không không xả. Này đầy tuệ, các đại bồ tát này chẳng bao lâu sẽ đạt đến sự hiểu biết rằng niết bàn và sinh tử cả hai đều bình đẳng, đều đại bi phương tiện và hành động, không chấp vào hành động. Các bồ tát này quán thấy chúng sinh như ảo tướng, như bóng hình tự duyên sinh khởi. Họ thấy rằng tất cả cảnh giới không có gì bên ngoài tâm mà có, phù hợp với con đường vô tướng. Các bồ tát này dần dần đi qua các cấp độ tại cảnh giới tâm địa, hiểu rõ ba cõi chính tự nơi tâm, hiểu được như thế họ sẽ đạt thiền định quán pháp như huyễn, không còn hình tượng, thành tựu trí tuệ, chứng vô sinh, nhập kim cang dụ tam bụi, sẽ được thân Như Lai thường trụ như như, và những sức biến hóa thần thông tự tại.
Nơi đây ta những sự kiện trên chưa làm trang sức phương tiện để đến các cõi Phật và lên trên hàng ngoại đạo tâm ý và tức lần lượt chuyển thân Bồ Tát thành thân Như Lai. Này đại tuệ, Bồ Tát là Bồ Tát mong cầu được thân Như Lai, hãy nên xây liệt tâm niệm vẫn xứ giới nhân duyên sự tạo tác và các pháp sinh trụ diệt khí luận phân biệt trì chú tâm quán sát tập khí sai lầm dối trá vốn sinh trong ba cõi từ vô thủy và cũng tư suy tư về Phật địa là khởi vô tưởng vô sinh công pháp tự chứng của bậc thánh được tâm tự tại mà hành động không lệ thuộc vào hành động giống như ngọc như ý tùy nghi phản chiếu theo ngoại tại làm cho nhập vào các địa thông đạt tâm tinh tế của chúng sinh. Này đại tuệ, vì thế vì đại bồ tát đối với tất đàn của mình nên tu học trọn vẹn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 1. Vì đem con nước này trang nghiêm Phật tịnh độ trên bốn ăn đặng như có cổ ba đường nếu qua thái nghe để phát tâm bồ đề hậu báo thân này sinh về cõi cực lạc. Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi thế gian đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.